Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living Cuộc Sống Điện Biên Canada. Hôm nay thì Thủy xin làm cái món gà luộc nước tương. Và trước khi chúng ta luộc với nước tương thì gà phải được làm sạch. Và đây là hai con gà Thủy đã làm sạch rồi. Và trước khi luộc nước tương thì chúng ta nên luộc với nước giấm khoảng 1 phút để cho cái mùi hôi, để khử cái mùi hôi của gà. Bây giờ thì đây là giấm táo của Thủy, một cái khắp nấm táo thì sẽ đổ vào trong nước sôi nha quý vị. Và cứ bỏ gà vô trong vòng 1 phút rồi chúng ta vớt nó ra. Thủy sẽ bỏ từng con một rồi, tại vì không có đủ chỗ để mà luộc hai con một được nha quý vị. Trong khi chờ luộc gà thì chúng ta chuẩn bị cho cái nồi nước tương để mà luộc gà bằng nước tương. Cái nồi luộc nước tương chúng ta sẽ có những cái cọng sả, gừng, nước tương và nước lạnh. Bây giờ thì chờ cái nồi nước sôi 1 phút thì Thủy bắt đầu chuẩn bị cho những cái thứ đó. Thủy sẽ bỏ con gà lại luộc sau, tại vì bây giờ là đây là gừng, còn đây là sả mà Thủy thu hoạch từ mùa thu năm rồi và để đông lạnh, để đông lạnh để mà nấu ăn. Bây giờ thì ta có thể chuẩn bị cái nồi nước tương. Thủy sẽ luộc bằng cái lò sưởi bằng củi của nhà Thủy nha, tại vì nó Thủy đang đốt lửa để sưởi cho nên nấu luôn cho nó đỡ tốn điện đó quý vị. Đây là cái nồi mà Thủy sẽ luộc gà. Trước hết là chúng ta bỏ sả vô, quý vị muốn bỏ bao nhiêu cũng được hết, tùy cái số lượng mà mình có ở nhà thôi. Củ gừng, trước cắt gừng bỏ vô. Và Thủy sẽ bỏ vài cái bông hồi để nấu phở. Đây là những cái bông hồi để nấu phở và Thủy bỏ vô khoảng chừng 2-3 cánh thôi. Cái số lượng nước tương là với nước là 1-2, nghĩa là 1 cốc nước tương thì là 2 cốc nước. Thì có 1 cốc nước tương thì Thủy sẽ đổ vào đó 2 cốc nước. Quý vị có thể bỏ thêm một cái chút đường và quý vị nếm thử cái nước, nếu cái nước nó vừa ăn đúng khẩu vị thì là cái con gà của quý vị nó sẽ vừa ăn, còn nếu hơi nhạt thì quý vị có thể thêm muối, hoặc quý vị thích ngọt có thể thêm một chút ít đường nhé. Bây giờ thì Thủy đổ vào 2 cốc nước nha quý vị. Thủy đã có một dung dịch để mà nấu luộc gà, một dung dịch nước tương và nước. Bây giờ Thủy sẽ nếm coi cái dung dịch này nó có đúng cái khẩu vị của gia đình Thủy hay không. Hơi nhạt cho nên Thủy sẽ bỏ thêm một chút xíu muối và một chút xíu đường. Khi mà quý vị có một cái dung dịch này rồi đó thì quý vị nếm thử nhé. Là tại vì khẩu vị của mỗi gia đình khác nhau, có người ăn nhạt để mà chấm thịt luộc với lại muối ớt, hoặc giả là quý vị thích chỉ vừa ăn, không thích chấm thêm nước chấm. Nhưng mà theo Thủy thấy thì nó cho nó chỉ vừa ăn thôi,
để quý vị có thể thưởng thức thêm với những nước chấm khác mà mình sẽ làm để ăn với cái món gà luộc này. Bây giờ thì Thủy sẽ cho thêm một ít muối và một muỗng đường. Đây là cái hỗn hợp của một cái muỗng canh đường và một cái muỗng cà phê muối, và Thủy đổ vào đây. Vậy là ta có một cái dung dịch nước tương để mà luộc gà. À, bây giờ thì Thủy để lên trên cái bếp cho cái nước này nó sôi lên. Thì khi cái con gà của Thủy nó chần xong rồi thì Thủy sẽ lấy bỏ qua cái dung dịch mà luộc này. Còn đây là cái lò lửa mà nhà Thủy đốt bằng củi để sưởi nhà và nấu luôn. Đây là cái nồi nước mà Thủy đang chần sơ cái con gà đây quý vị. Còn đây là cái nồi nước tương. Thủy đang chờ cái con gà chần này xong là bỏ qua bên đây đó quý vị. Đây Thủy đang bỏ vào trong cái nồi để chần. Khi mà nó chần xong rồi thì Thủy sẽ lấy ra và để nó chờ cho cái nồi nước luộc kia xong. Thì Thủy sẽ bỏ nó vào. Cái con gà mà chần sơ đó đã xong rồi, bây giờ Thủy sẽ vớt nó ra và bỏ sang cái nồi nước tương. Cái con gà chần sơ bây giờ Thủy đã bỏ qua bên cái nồi nước tương rồi. Trong khi luộc thì thỉnh thoảng quý vị cũng trở con gà cho nó chín đều. Còn cái nồi nước kia thì Thủy sẽ bỏ tiếp cái con gà thứ hai vào để mà chần nó. Cái con gà trong nồi nước tương này Thủy sẽ đậy nắp lại và có thể luộc từ 25 tới 30 phút. Tại vì là gà nuôi thả rong, gà đi bộ cho nên luộc hơi lâu một chút cho nó mềm. Bây giờ thì con gà của Thủy đã luộc xong rồi. Rất là ngon phải không quý vị? Quý vị có thể chặt miếng ra, hoặc giả là xé nhỏ ra để mà ăn với cơm. Bên cạnh đó thì ta có thể ăn với lại dưa muối, củ cải muối, hoặc giả là củ cải làm chua. Thủy thì có củ cải ngâm nước tương. Bây giờ thì con gà quý vị có thể chặt ra hoặc là xé ra. Xong rồi ta có thể ăn với lại củ cải và tỏi, Thủy làm dưa chua, hoặc giả là củ cải ngâm nước tương cũng rất là ngon quý vị, ăn rất là tốn cơm đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của Thủy. Nếu quý vị thích, xin quý vị ủng hộ để Thủy có năng lượng làm tiếp những cái video tới. Xin cảm ơn quý vị. Bye bye.